Luyện tư duy với Vi Vi. Và cái biến thể thứ ba mà các thầy cô ở trên mạng vẫn hay chia sẻ để giật gân đấy, để thấy là một cái điều mới lạ, mọi người tò mò đấy, đó là cái việc chúng ta nhân giữa hai số giống nhau đấy, cũng giống như ở đây, nhưng chỉ khác là nó đều có hàng đơn vị là 5, và nó sẽ hình thành và sẽ ra một cái phép tính, nói chung nó lạ lạ hơn. Đây, đó là A5 nhân với cả A5. Chúng ta chia thành hai phần, 5 năm 25. Đây chính là A bình. Đấy, 4 vị trí. À, ở đây có là A nhân 5 là 5A, cộng với 5A là 10A. 10A nghĩa là gì? À, chúng ta sẽ viết từ hàng chục trở đi. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là 10A nghĩa là chúng ta lại tiếp tục bỏ qua hàng chục mà viết đến hàng trăm luôn, tức là chúng ta sẽ viết A đây luôn. Đấy, nó tạo ra cái điều thú vị. Đấy, và chúng ta chỉ việc là cộng các số này là chúng ta sẽ thu được cái kết quả, và với cách tính rất là lạ mắt. Đây sẽ lấy ví dụ như sau. Chúng ta có thể lấy số bất kỳ nhá, trong khoảng là từ 1 đến 9 đều được cả. Đấy, ở đây thì thầy sẽ lấy ví dụ như là 45 x 45. Có 4 vị trí đây. 55 25. 44 16. Đây có 4 4 ở đây. Và từ đó chúng ta sẽ có 25 0-1 2025. Ngoài ra còn một tình huống rất là hay và thú vị ở đây, nếu các bạn để ý một chút, là ở đây chúng ta có A bình ở hàng trăm và hàng nghìn là có A bình. Và ở dưới đây chúng ta có A, khi mà chúng ta cộng lại với nhau là A bình cộng A, và đặt A ra ngoài là nhân tử chung, nên chúng ta sẽ có A nhân A cộng 1. Vậy là từ đó chúng ta sẽ thu được kết quả chung ở đây sẽ là đây, 4 vị trí, thì 2 vị trí sau là 25 rồi. Còn 2 vị trí ở hàng trăm hàng nghìn chính là A nhân A cộng 1. Vậy là với phương pháp này chúng ta sẽ tính nhẩm rất là nhanh. Như bên trường hợp này chẳng hạn, thì ở đây chúng ta dễ dàng tính được ngay ra kết quả, nhẩm ngay ra được kết quả là 5 năm 25. Và ở hàng chục đây là 4, nên là 4 x 4 cộng 1 là 20. Tức là 4 x 5 là 20. Rất là nhanh, phải không? Đây là cách tính nhẩm cực kỳ nhanh. Và ngoài ra theo cái cách dẫn dắt diễn đạt khác nhau, thì chúng ta có những cái tình huống nghe nó phải rất là thú vị, nhưng bản chất của nó chỉ là như này. Và bản chất nó chỉ là như này. Với quan điểm cá nhân của thầy thì đây là những cái trường hợp rất là thú vị của toán học. Có thể với một số người thì rất là khó chịu, bởi vì nó không giống như cái cách họ được dạy, được tính thông thường. Nhưng đó là quan điểm của người thôi. Nhưng với thầy, đây có thể coi là một cách tính. Tuy nhiên, nó sẽ không chính thống. Bởi vì sao? Bởi vì với những cái số mà có 3 chữ số, nhân 3 chữ số, rồi 3 chữ số nhân 2 chữ số, thì cái việc tiến hành nó sẽ trở nên phức tạp. Nghĩa là gì? Chúng ta sẽ thành nhiều trường hợp hơn. Nhưng cái cách nhân truyền thống chúng ta vẫn nhân ấy, thì nó chỉ có một trường hợp, một cách tiến hành thôi. Tức là nó đơn giản hơn. Đấy, nhưng một lần nữa thầy vẫn muốn khẳng định rằng là đây là một cái cách làm thú vị để giúp chúng ta, những người yêu môn toán, thực sự yêu môn toán, hiểu được những con số, biết được con số, cách vận hành của nó, thấy những cái màu sắc của nó. Và cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo.